cửa mình ơi. Trời đất ơi, giờ này mà còn ngủ hả? Mình về hồi nào vậy? Bộ bữa nay bán lời lắm hay sao mà về không chịu vô nhà? Kìa, sao mặt mày biết xị vậy? Thôi, để anh hát cho mình vui nha. Em ơi, đừng nên lo buồn. Càng buồn càng lo, thêm ốm thêm o. Cái số anh đây vì chẳng sang giàu, một đời sung sướng cũng nhờ em yêu. Xạo, anh nó mà yêu ai, anh chỉ yêu anh thôi hả? Anh yêu cái lưng dài dai rồng, yêu giấc ngủ trưa lười biếng nè, và yêu những câu chuyện lấp biển dời non bên chén rượu chung trà. Anh yêu chai rượu nàng hương nè, quên hết chuyện ngoài ngõ trong nhà. Anh không hề bận tâm đến nhân tình thế sự, lẫn trốn cuộc đời bằng giấc ngủ giữa cơn say. Anh có nghĩ gì đến sự cực khổ của vợ anh, đầu tắt mặt tối bán buôn, đầu đường cuối chợ. Anh mặc tình tôi đi sớm về trưa, mưa nắng giang lao làm tấm thân bồ liễu hiểu. Tôi trách làm chi anh, tánh anh là ngây ngu. Thương anh em đừng dày la, chú ba thiên bày hai bên, tướng hai đứa mình bê bối. Thôi từ nay anh đứng hoài, em vừa lòng chưa em? Em nào có ý giận hờn hay trách móc gì anh đâu, chỉ muốn nhắc nhở anh cái trách nhiệm làm chồng. Chứ em vẫn biết làm tân con gái thì 12 bên nước trong đục số trời phải chịu vậy thôi. Làm trai anh đẹp nè, anh cứ ở nhà ăn ngủ để một mình em buông tảo bán tần, anh cũng thẹn lắm chứ. Nhưng ngặt nổi, anh không biết làm gì để giúp em á, vác lúa chèo ghe thì... Anh đây ốm yếu ho hen, thân gầy gò còn xương dưới da, tay chân như nhánh cây cô sách, cây dù còn không muốn lên. Xin em hãy hiểu cho anh biết, em buồn biết em rầu, đành nằm nhà mà ngủ cho sầu vơi, đành nằm nhà mà ngủ thôi người ơi. Hôm qua anh nói có người bạn nào giới thiệu cho anh việc gì đó mà. Anh ba nếp rủ anh đi cài mướn. Ừ, được à. Cài thì đâu có gì nặng nhọc đâu. Vậy hả? Chỉ đi phía sau con trâu thì giữ cho cây cài khỏi ngã là được hà. Vậy hả mình? Vậy thì để anh đi cài với anh ba nghe mình. Ý gì trưa trợt rồi còn cài gì nữa. Anh ba anh nói thả cài bữa trưa, anh sẽ qua giới thiệu mình với ông chủ điền. Anh biểu anh cứ nằm nhà ngủ đi, chờ ảnh. Bởi vậy anh ngủ mê đến nỗi em la cũng như là cháy nhà, mà anh cứ ngủ tỉnh bơ à. Hồi sáng lúc em đi bán ngoài chợ, anh nếp đến nhà cho anh hay cái vụ đi cài. Anh có mang theo một xị, hai đứa làm sương sương nên ngủ đã quá. Ủa kìa, anh ba tới kìa. À, thím nó đi chợ gì đó hả? Dạ, mời anh ba uống nước. Thôi, tôi qua dắt ăn lúa đi giới thiệu với ông chủ điền để nó đi cài. Dạ, em có nghe nhà em nói. Dạ, cảm ơn anh ba nhiều lắm. Thôi ơn nghĩa gì thím ơi, thấy nó nằm ngủ hoài, rủ nó đi làm cho nó vui. Đây lúa à. Dạ. Đi cày mà phải chí thú nè mày. Dạ. Cày xong đó là phải nhớ giấu cây cày nè cho nó kín đáo. Dạ. Nè, mày mà để mất cây cày là chết với tao đó. Dạ. Nè, rồi tới cơm chiều đó
thì mày về nhà ăn, còn cơm trưa thì thím đem cơm cho nó nha. Dạ. Không mấy là hay là mày giấu cái cày rồi buộc trâu rồi về nhà ăn cơm cũng được, miễn là cày xong ruộng thì thôi. Dạ. Đi lúa. Dạ đi anh ba. Đây lúa. Dạ. Nhắm cày được không mà có vẻ hăng hái quá vậy mày? Anh đã từng nói với em rồi, việc dù khó khăn đến đâu, nếu mình nhẫn nại và cố công học hỏi thì sẽ được. Hơn nữa cày ruộng đâu phải là việc khó. Em thấy trong làng mình ai cũng cày được thì em cũng phải cày được chứ. Đúng rồi, việc cày bừa không khó đối với nhà nông, nhưng mà đối với những kẻ mà chưa từng bước chân xuống ruộng sâu đồng cạn như mày thì khó lắm á em à. Đừng có coi thường, lơ mơ cày lỗi là chủ đất bắt mày cày lại lỗ công đó chứ không phải chơi đâu. Cày lỗi? Cày lỗi là sao anh ba? Cày lỗi là cày như gà bươi đống rác vậy đó. Chỗ sâu chỗ cạn, chỗ thì đất còn y nguyên, chỗ thì cỏ mọc tùm lum tá lạ. Anh ba, vậy làm sao cho nó đều? Đó, quan trọng là ở chỗ đó đó. Thời cày hơn nhau là ở chỗ đó. Có người thì cày không kịp thở, hết nơi này kêu tới chỗ khác cả mời. Nhưng mà cũng có người đầu tháng một câu mà cuối tháng một xẻo. Như anh, từ lâu nổi tiếng là thợ cày giỏi nhất làng phải không? Vậy mày nhất làng hồi nào, ai bầu? Sao tao không biết? Em thấy vậy á. Mày đặt nịnh tao để chơi, bắt tao truyền nghề đó hả? Đâu phải nịnh, ông công tâm nói chứ bộ. Chà, mày chưa biết cái ách trâu cầm cày đã làm sao thì làm gì mày biết tao cày giỏi hay cày dở mày? Dễ thế mồ. Thấy anh được người ta mời nhiều chứng tỏ là anh giỏi rồi. Chà, cái miệng mày cũng tép lặn tép lội lắm rồi nha. Người ta nói lù khù giác cái lưu chạy hồi nào là mày đó. À anh ba, anh ba, em thấy mấy người đi cài đó, họ hay hô dí dí thá thá, là sao vậy anh ba? Trời ơi, dí là kéo cài về phía tay trái nè. Dạ. Thá là kéo cài về phía bên tay phải, gọi là dí vô thá ra. Vậy sao mình không hô trái phải mà lại gọi là dí thá? À, thì tính nó là... Mà thôi mày ơi, vụ này tao cũng bí lù luôn à. Tao nói mày nghe, cái này là ông bà mình từ trước đã hô như vậy rồi, bây giờ mình phải có bổn phận là mình làm theo như vậy thôi. Anh ba ơi, vậy bây giờ em đổi được không? Đổi làm sao được? Con trâu nó đã quen nghe như vậy rồi, nó giống như là phong tục trong làng này vậy đó. Phép vua còn thua lệ làng nữa, đổi không có được đâu mày ơi. À, còn lỗi là sao? Là cài phải kìm bắp cài cho nó chắc à ha. Giữ làm sao cho đường cày sau á nó liền mí với cái đường cày trước, hiểu không? À. Mày đứng cái mặt mày ngớ ngới à? Rồi anh nói. Nếu không rồi. Liền mí á, tức là có một khoảng đất trống nè giữa hai đường cày. Khoảng đất này người ta gọi là cày bị lỗi. Lỗi hay là lỗi? Lỗi hay là lỗi? Lỗi. À, nhưng mà chắc là lỗi á. Nhưng người ta nói cho nó chạy chạy chắc là thành lỗi. Lâu ngày rồi nó quen miệng luôn. Trời ơi, sao mày đi chân không vậy? Chân không lội đất khô này chịu gì nổi. Trời ơi thiệt. À mà mày đâu có dép đâu mà đi cài. Thôi lấy dép tao nè. Ủa còn anh? Người tao về tao lấy dép khác. Tao còn mấy đôi đó. Anh ba, dép này bộ anh làm hả anh ba? Chứ ai trồng khoai đất ngày nữa mày. Mua cái vỏ xe về làm được mấy cái á. Chà, Em thiệt. Chạy trên đất cài cũng không sợ đau nữa. Em không. Thử rồi. Dí dí thá thá, dí vô thá ra, dí vô thá ra. Nè, mày có biết thả dạt không? Thả dạt là thả trâu đi ăn cỏ chứ gì? Tầm bậy, trời ơi, thả trâu là thả trâu, còn thả dạt là thả dạt để đi cày ruộng á. Thả dạt khó không anh ba? Không khó mà khó. Ủa, sao kỳ vậy? Sao không khó mà khó? Trời ơi, nó dễ, ai đi thả dạt cũng được. Cứ cách bờ mẫu dài tầm thả một đường cày dễ quá, nhưng mà khó là làm sao cái đường cày đầu tiên nó cho thật là ngay. Nếu mà không ngay thì thấy nào cũng bị lỗi. Tại sao mình không cày gian theo bờ mẫu cày lần vô vậy, phải gọn không? Gọn cái gì? Ta nói này nè, đó là chú gặp miếng ruộng nhỏ, chú gặp đất của ông phú hộ ở làng mình á, ruộng mênh mông bát ngát thiên địa luôn, cày hết một vòng đất là hết một buổi cày. Hơn nữa đâu phải chỉ một mình chú cài đâu mà chú cài kiểu đó. Chà, rắc rối quá. Thì ra cài ruộng cũng không phải là dễ ăn. Thôi. Trời ơi, cái điều này chắc tao phải mất một buổi cài để đi với mày rồi. Thôi, đi mày. Dạ.
nghiệp nông gia. Ta đây mà đâu đấy ai mà là ma quán công. Tha tha Minh ơi, thả cài vô ăn cơm. À, để anh giấu cây cài dưới bụi trăm bầu đã. Vô nhà trước đi. Rửa mặt rửa tay đi mình. Bữa nay em có mua cá bông lau nấu cho mình tô canh chua nè. Trời ơi, thấy thương vợ tôi quá hè. Quỷ à, mồ hôi không à. À mình à, mình thấy đi cài như vậy có cực lắm không? Ừ, cực lắm. Nắng chang chang à. Nhưng về thấy mình ấy là hết cực liền ha. Ờ mình ơi, giấu cây cài vì sao mình la lớn quá vậy? Rủi có kẻ cắp nó nghe được, nó đến lấy thì sao? Ờ ha, thôi cái vụ này lần sau anh phải nói nhỏ. Không được đâu, hay là để anh chạy trở ra xem chừng. Anh sốt ruột quá. Mình ơi, Mình ơi, Mình à, Mình ơi. Ủa, thì sao mình không cài mà đi về nhà? Mình lại đây tôi nói nhỏ. Chuyện gì? Mất cây cài rồi. Trời ơi, lúc giấu cài thì la cho đầu trên xóm dưới nghe, mà đến khi mất cài thì lại nói nhỏ. Thiệt là trời đất ơi, ông chồng của tôi tâm thiệt thà quá, đủ thiệt thà. Mất cài của anh ba, chừng gặp ảnh thì ăn nói làm sao. Thiệt là xui quá, anh giấu cây cài trong lùm kín mít á. Quả thật cái thằng nào còn mắt nó sáng hơn là sao băng. Lúa ơi, lúa, lúa ơi. Ủa lúa, sao mày thả cài sớm quá vậy? Anh ba, cây cài bị tụi nó ăn cắp mất rồi anh ba ơi. Hả? Mất cây cài rồi? Dạ, hồi chưa mất còn nguyên à. Trời ơi, thấy không? Tao đã nói rồi, tao đã dặn đi dặn lại với mày rồi. Thiệt tình thì khổ ghê vậy đó. Nhưng mà thôi, cây cài thì tao bỏ. Nhưng mà mày bây giờ mày tìm việc khác mà làm đi. Giúp mày mà hại tao nữa. Tướng của mày có nước đi chăn trâu thôi lúa ơi. À anh ba ơi, có mấy anh ba giới thiệu cho em đi chăn trâu nghe anh ba. Yeah. Nói chơi mày làm thiệt hả? Chứ ở nhà thực lộc chi thê hoài kỳ quá. Rồi mày đi với tao. Dạ. Chăn trâu ta vui hát hò, gió đồng mùi hương thoáng, xa xa đàn chim hót chào. Đến trưa dắt trâu ra tắm vui đùa, một mình ngồi chơi thôi sao, đến chiều về chuồng thôi. Ý mà khoan đã, để đếm lại coi. Đủ 4 con hay không đây chứ. 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Ủa, 1, 2, 3. Ủa, sao kỳ vậy kìa, nó mất hết một con rồi kìa. Trời đất ơi, tôi chết rồi trời. Ôi thôi, cây số phải nghèo, đi cài thì cài mất, coi trâu thì trâu mất rồi. Khổ thân, túi không chẳng có một đồng, giờ ơi có biết, chắc là ở tù đục xương. Chết rồi. Ê mày, mày làm gì vừa cởi trâu mà vừa khóc vậy mày? Anh ba, khổ em rồi anh ba ơi. Cái gì? À, bộ thằng một đồng nào nó thấy mày mới rồi nó ăn hiếp phải không? Dạ, không phải. Hay là mày để trâu ăn lúa người ta rồi bị người ta quánh cái gì phải không? Dạ, không phải. Cái gì chứ sao, sao mày khóc? Mất
trâu bị người ta ăn cắp đâu rồi? Cái gì mất trâu hả? Trời ơi, mất trâu. Cái thằng trâu nó có bầy làm sao mà ăn cắp được mày? Hồi sáng lùa trâu em đếm đủ 4 con, bây giờ chỉ còn có 3 con. Còn có 3 con ha? Đâu đâu đâu, mày đếm lại tao coi coi. Em đếm 2-3 lần rồi á. 1, 2, 3. Nó còn có 3 con à. Trận này chắc em trốn quá anh ba. Cái cài của anh bỏ được, còn trâu của chủ biết làm sao. Mày á thì mày đếm có 3 con, còn tao á thì tao đếm tới 5 con, dư 1 con. Ủa, làm gì có dư? Đâu anh đếm coi. Đây à, mày đếm 3 con phải không? Dạ. Với còn con trâu mày đang cỡ chi sao mày không đếm? Quên mất con trâu mình cởi nữa. Vậy là đủ 4 con. Ủa, hồi nãy anh nói có dư 1 con là con nào vậy anh ba? Dư 1 con là mày đó. Ủa, em là trâu hả? Mình à, bữa trước mình nấu canh chua ngon quá, sao bữa nay mình không nấu nữa? À, tại hôm trước á, buồn ban có lời, tôi mua cá lóc nấu canh chua, hôm nay bán ế lấy đâu ra tiền. Mình ơi, sao muốn luộc chấm nước tương, xin mình ăn đỡ cho em vui lòng. Thôi đành ăn đỡ cho qua ngày, không ăn thì chết đói nhăn răng sao? Nói thì nói vậy chứ anh đâu có đòi. Nhà nghèo có gì mình dùng cái nấy, canh bầu dụ nấu với rau tôm, chồng trang vợ húp khen ngon, đôi ta cùng nghề tác biển đông cũng tràn. Còn đây nè, đố bạn món gì? Món này là đâu để anh bói coi. Bói đi. Cái mùi thơm phức, cay cay nồng nồng. Hình như là có mùi nước mắm à. Đúng. Đúng rồi, cây mon cá kho khô, khô cá kèo chút mỡ chút tiêu, một chút nước mắm kho khô ăn 8 ngày. Đúng, đúng là kho khô, nhưng mà không có cá kèo đâu, chỉ có nước mắm thôi à. Như vậy thì phải gọi là kho quẹt. Chê hả? Chê thì dẹp. Bậy bậy bậy, ai chê rồi nào? Mới là đám dỗ nhà anh Nếp á, thịt ơi là thịt, cái gì cũng thịt không, ngán gần chết luôn. Giờ về nhà mới nghe mùi kho quẹt là đã đói bụng rồi. Xạo, đừng có xạo quá đi ông bạn ơi. Ừ, mình ơi. Hả? Đám dỗ ở nhà anh ba Nếp á, mình thấy có chú Năm Chất bắt 2 tồn không mình? Không biết nữa. Ủa, anh ba Nếp đâu có mời ai nhiều mà mình không biết. Tại vì khi tôi bỏ chén đũa xuống thì họ đã dìa hết rồi. Em đã biết bao lần khuyên nhủ nhỏ to, mà sao mình vẫn chứng nào tận nấy hả? Sao? Ông bà ta có câu á, ăn coi nồi á thì ngồi coi hướng, bước vào mâm cơm á phải biết kính nể người trên, nhịn nhường kẻ dưới. Có đâu á, cứ cắm đầu ăn miệt mài, tay không rời đôi đũa hả? Đến đôi không còn biết chung mâm có được bao. Sao mình không sợ bà con cô bác họ chê cười? Tiếng chào cao hơn cổ, gặp lối xóm láng giềng thì mình cũng phải có đôi lời hơn thiệt hỏi thăm chứ. Tôi cũng muốn hỏi mà không biết hỏi chuyện chi, sợ nói tầm bậy tầm bạ rồi người ta lại cười làm mình dốt. Thì cứ thật tình á, hỏi về công chuyện làm ăn, ai lại chê cười chỉ tại mình hay mặc cảm. Chuyện làm ăn thì có gì mà hỏi, ai làm việc gì, làm hay làm dở ra sao thì ở trong xóm mình đứa con nít nó cũng biết nữa. Không lẽ mình hỏi chuyện mình đã biết rồi, như vậy quá ra mình xạo. Tôi thì tôi nói thiệt, không quen nói dốc nói láo, biết thì nó biết, không thì nó không à. Em thương mình á, là thương cái chỗ thật thà ngay thẳng đó, không dối gian, không làm điều trái đạo lý luôn thường.
nhưng mà cũng phải hỏi à, mấy cháu ở nhà mạnh giỏi hết hả chị Năm? Bác Tư hôm trước sổ mũi nhức đầu bây giờ đã hết chưa? Đã bắt kỳ rồi chắc chắn bán được giá lắm hả anh Sáu? Nó gọi là xã giao chứ không phải mình nói sao, cũng không phải dối lừa hay lừa gạt gì ai. Được rồi, tôi nhớ rồi. Mai mốt tôi sẽ nghe lời của mình. Tôi hỏi chuyện trước rồi tôi ăn sao? Mình ơi, bây giờ là mùa nước, dưới mương ao đìa có cá. Ngày mai khi thả trâu, mình tranh thủ đặt cái lờ, kiếm vài ba con cá, nấu canh rau dền ăn cho nó mát ruột nghe mình. Biết chỗ nào có cá mà đạt? Thì mình coi chỗ nào có cứt cò nhiều á, thì chỗ đó có cá nhiều. Mở diện cò, nó hay đến chỗ có cá để kiếm mồi á. Ha, cứt cò càng nhiều thì cá càng nhiều hả mình? Ừ, anh nhớ rồi. Có cá là có cứt cò, có cá là có cứt cò. Nơi nào mà mình bắt cá, nơi đó phải có cứt cò. Có cá là có cứt cò, có cá là có cứt cò. Cá cò, cá cò, cá cò. Ê lúa, lúa à, anh Trời. Ba ê Châu, mày thả ở đâu mà mày ngồi nghỉ mát dưới gốc cây sung sướng quá vậy mày? Em còn bụi tre đó, em thăm mấy cái lờ rồi lùa đi ăn chỗ khác. Trời đất ơi, hôm nay biết đặt lờ đặt lọt để kiếm cá ăn, vậy là mày khá quá rồi. Ê mà thăm chưa? Dạ rồi. Có cá không? Không. Trời ơi, phải biết kiếm chỗ có cá mà đặt. Mày cứ đụng đâu đặt đó làm sao mà có cá được. Dạ em nói kiếm chỗ nào có nhiều cứt cò à? Ờ đúng rồi, có cứt cò có cá. Em tìm chỗ có nhiều cứt cò nhất nè. Mà sao không có? Đâu mày đặt ở chỗ nào đâu? Dạ trên cây sung đây nè. Trời ơi. Trời ơi ông nội ông khùng quá đi. Đặt lờ là người ta đặt ở dưới nước á, còn mày đặt ở trên cây cao làm sao có được. Khờ ơi là khờ, sao mày không nói đặt trên đầu tao nè? Nhưng chỗ này có cứt cò. Vợ em nói hễ có cứt cò thì có cá. Khổ quá ông nội ơi, ta nói nè, nơi đây bông mát cây cao có người lại qua, đêm đêm chim cò thì mó thì nơi ấn mình. Ngày đi ăn những nơi vốn đầm bầu đề hay dưới kinh sâu, cà thì dưới nước cà ha, cá nào trên cây. Ủa, đặt lờ dưới nước mới có cá hả? Chứ gì nữa, trời ơi thiệt rồi, tao không biết rồi đó, đẹp nó lấy mày lúc đó chắc nó bị mắc nhậm. Người gì làm biếng làm nhớt, không biết làm ăn gì đáo trội á, chỉ có cái giỏi cái tài là hò hát không à. Mà nghĩ cũng lạ nha. Sao lạ anh ba? Tại sao cái mặt mày dốt nát mà mày hò hát hay quá trời quá đất à. Hồi bà nội em còn sống á, bà hò tối ngày à, đi cấy cũng hò, đưa con cũng hò, rồi tới má em cũng là một tay hò nổi tiếng nữa. Ba em còn không lại đó, em nghe riết á rồi thuộc hồi nào không biết nữa. Cha, vậy chắc là bà nội mày học cao lắm hả lúa? Má em nói học tới cao đẳng, từ ngày cẳng đau không học nữa, nên cũng dốt như má vậy. À, tức là hò truyền miệng đó mà, không cần học cao mà vẫn hò được phải không? Mà lại hò hay mới ác chứ. Ê, nói nghe nè lúa. Dạ. Hôm nào mày đọc cho tao chép vài câu hò chơi nghe lúa. Dạ. Thôi, bây giờ đi đặt lờ đi. Nè, lại đằng cái bầu đìa đó mà đặt. Ê, nhanh lên. Dạ, em đi nha anh ba. Ừ. Em ơi, em à, nè, cho em coi nè. Quý mèn ơi, anh đặt lờ ở đâu mà cá nhiều vậy hả? Đặt chỗ có cứt cò, bào đìa của ông Tám á. Trời đất ơi, ngày mai đừng có đặt ở đó nữa nghe. Ủa sao vậy em? Ông Tám mà biết được á hả, ông lấy luôn cái lờ đó. Cá trong bầu đìa là cá rẻ vô đìa, anh làm động, cá nó bỏ đi, không chịu vào đìa chứ sao. À em à, em có ăn rắn không? Ăn chứ sao không ăn. Rắn nướng nè, rắn nấu canh chua nè, rắn nấu cháo nè, ăn ngon hết cỡ luôn á. Hồi trưa lúc thăm lờ đó, anh thấy trong có dòng bào đìa chui ra, con rắn dài là dài thấy ghê, đo ngang một thước bề lưng, bề dài nửa chân.
gần tam thước, nhìn qua là anh hết hồn. Mai là con rắn hiền cô, thôi xin vàng là vàng chớ nên, chớ nên nói giống nói càng. Rắn chi mà dài tam thước, xin vàng là vàng bớt cho, rắn dài một thước đã hiếm hoi. Nói chơi chứ bề dài gần một thước á. Thôi đừng có nói dốc ông ơi, con rắn bề dài một thước, bề ngang cũng một thước, vậy là con rắn vuông hả? Thấy em vui anh nói cho vui mà. Thôi đi dốc tổ hả? Trời ơi, làm gì mà hai vợ chồng giỡn vui quá. Ủa anh nếp. À may quá có thím nó ở đây. Thím à thím. Dạ. Thím cho tôi hỏi thăm chút xíu nha thím lúa. Ủa có chuyện gì mà anh có vẻ lo lắng quá vậy? À không nói giấu gì với lại chú thím, tôi mới vừa sanh. Gì anh sanh gì? À, không, vợ tôi mới vừa sanh mà là sanh con trai. Sanh con trai thì mừng chứ sao lại buồn? Vậy chúc mừng anh chị nghe. Ừ, sanh con trai thì mừng. Ờ nhưng mà tôi lo là. Lo là sao? Vợ tôi sanh thiếu 2 tháng, mới có bầu 7 tháng mấy à, mà lại sanh tôi sợ khó nuôi. Không mà đủ tay chân không? Đủ, không có thiếu cái gì hết trơn, nó đầy đủ hết á. Trời ơi không có sao đâu, nội tôi nói lại á, hồi sanh tía tôi cũng non 2 tháng á. Ủa vậy à? À mình à, rồi có nuôi được không mình? Anh thiệt ngớ ngẩn à, nếu nuôi không được thì làm sao có tôi ra đời. Ờ ha. À vậy là tôi cũng an tâm. Cảm ơn thím hai. Dạ anh ba về, chúc vợ chồng em qua thăm chị ba. Thôi tôi về nha chú thím. Dạ. Làm hồi hộp ghê vậy đó. Thôi đừng đi thăm mình à. Sao vậy? Muốn thăm á chờ thằng nhỏ nó lớn lẻ mẹ rồi đi thăm. Sao vậy? Sao phải chờ con lớn mới thăm mà không thăm lúc con còn nhỏ chứ? Anh thấy con gà mái nó hiền lành lắm, nhưng mà khi nó đẻ, nhất là lúc con nó còn nhỏ, nó dữ lắm, ai lại gần là nó mổ nó cắn. Anh sợ mình tới thăm lúc này chị ba chỉ... Trời đất ơi, mình sao mà ngây thơ quá à. Con gà nó khác, con người khác. Con người thì biết suy nghĩ, con gà thì vô tư, cho nên ai đến gần nó tưởng bắt con nó cắn. Nhưng dù sao mình nên đứng xa ra cho nó chắc ăn. Lúa à, lúa. Ồ, may quá có mày ở nhà. Dạ, chắc bà Tám qua lấy tiền rượu hôm trước hả bà Tám? Cái thằng, thế gặp tao là nhắc đến nợ nần. Từ từ, gấp gáp gì, tao đâu có sợ tao bị giật. Chừng nào có thì trả. Nhưng mà để coi. Hôm kia mùa hoa thiếu 12 hào khô 5 hào tương, tôi qua ba đồng rượu để 2 hào me, cùng bao 5 lít dầu, 2 đồng gạo 4 cân. Số đây có ghi rõ ràng, không hề trăm nửa phân. Nè, thấy không, đâu đó tao ghi rõ ràng, chỗ nào trả rồi tao gạch chữ thập. Dạ con biết tánh của bà Tám cẩn thận lắm, lại nhân từ đức hạnh nữa, không bao giờ ăn gian ai một đồng xu nhỏ nữa. Nhưng thú thiệt là tụi con đã nói từ từ gấp gáp gì chồm xóm không mà. Tao qua là để hỏi mày cái vụ này. Mày á thì biết uống rượu, chắc mày biết cách trị. Tao ha, tao có mua về một tỉnh rượu, nó nói là ngon lắm, mà tao thử tại chỗ thấy ngon thiệt mày. Vậy mà khi về tới nhà đó hả, mới có 1 tháng mấy ngày, bán chưa hết 1/3 tỉnh, thì bây giờ hết bán được nữa rồi. Ủa sao vậy bà Tám? Nó chua như giấm vậy đó, nhưng mà thà là giấm đi tao còn bán được. Cái đằng này nó vừa chua vừa lạc mới chết chứ. Ôi dễ lắm, mau mau bà Tám đi mua một tờ hồng đơn, nhớ mua hồng đơn loại tốt để lâu xài bền. Lấy hồng đơn dán miệng tỉnh rồi mà đừng cho nó đi hơi, tìm cây ngải cứu thật lớn đem về phơi khô. Phơi xong đem nướng lửa than cho vàng cho tôm, để trong cái nồi bằng đất chờ khi tối trời. Tỉnh rượu kia bịt miệng kín rồi bà liền lạch đích lên trên, đem nồi ngải để lên đốt, đốt hoài sang đêm. Cây ngải cứu già bỏ trong nồi đất. Chà, tao không có nồi đất. Ê, bỏ nồi đồng được không? Không có được, không có được. Nếu không có thì lấy cái tô lớn cũng được. Nhưng mà cái giấy hồng đơn bịt miệng tỉnh, tao sợ nó ướt, nó lủng, nó chảy hết rượu rồi sao luôn.
chảy hết thì bỏ đi, chứ rượu chua mà để làm gì. Trời đất ơi, trời ơi. À thì ra nãy giờ mày gạt tao phải không? Mày chửi khéo tao hả con chó? Trả tiền nợ cho tao mày. Sao nãy bà nói bà chưa đòi? Hồi nãy khác giờ khác. Hồi nãy tôi nói với bà rồi, tôi... Sao? Tôi đang kẹt. Ờ kẹt thì tao kỳ hẹn với mày 3 bữa nữa nha. 3 bữa nữa phải trả tiền gạo cho tao đó. Mình ơi, Mình ơi. Mình à, dịch nhà của anh Ba hôm nay bị chết dịch. Anh cho mình một con đây nè. Chết lâu chưa vậy? Mới có ngáp ngáp à, cái mình còn nóng hổi nè. Mình luộc phân nửa, còn phân nửa xào mặn ăn cơm. Rồi, Lúa, thằng Lúa, mày có nhà không? Ý, chết rồi, bà Tám bà đến đòi tiền gạo đó. Mình cứ vào làm dịch đi, để bả cho anh. Hay là mình giấu con dịch đi nghe. Việc gì phải giấu, mình cứ tự nhiên đi vô bếp đi. Rồi. Dạ, mời bà Tám vô nhà. Khỏi mời. Sao mày, có tiền trả chưa? Vốn lời tổng cộng có 6.5 đồng à. Trời đất, tiền mua gạo thiếu chứ đâu phải là tiền dai bạc hỏi mà đẻ lời nữa. Ủa, tiền gạo cũng là tiền xương tiền mau, đâu phải tiền chùa. Mồ hôi nước mắt mới có đồng tiền. Tiền vô túi tao như heo nái đẻ con một lứa 8 đứa con mày. Tiền lời như vậy đã là nhân đạo. Nếu sòng phẳng mà tính ra tới 9.2 á. Con xin bà Tám nán lại ít ngày, sang cho cuối tháng con có đủ tiền đem đến tận nơi. Không phải 9 đồng ai mà đủ 10 đồng luôn. Thôi thôi, đừng có ba xạo không tiền mua gạo. Tiền ở đâu ra đã đủ cho tao. Không nói dối gì bà Tám, gần 1 tháng nay con coi trâu cho ông Phú Hộ, sắp đến ngày lãnh lương rồi. Còn bây giờ trong nhà của con không còn 1 đồng để cạo gió nữa. Ngộ á, mày tính lấy giải thừa vậy Bắc Thanh hả? Con nói thiệt mà. Kẹt, kẹt mà ăn vịt hả mày? Đó, kẹt đến độ chỉ có 1 con vịt mà nuôi không có nổi, phải làm thịt ăn đó bà Tám. Ờ, thằng này có lý chứ, nó kẹt thiệt á. Thôi, cuối tháng này nghe mày, không có hẹn nữa à. Thôi, tao về. Dạ, bà Tám... Bà Tám ở ăn cơm rồi hả dì? Có đủ cơm không mời? Dạ không sao đâu, bớt quá vợ chồng tôi ra sau vườn đào củ chuối ăn tạm cũng được. Ăn nói vậy mà tao ghét hả? Nè, tháng sau nghe mày, không có tao cào nhà mày đó. Dạ, nhất định đầu tháng này sẽ trả đủ cho bà Tám. Vậy thì bà Tám về. À. Dạ. Đứa nào lắp ló ngoài cửa đó? Dạ, dạ thưa phú ông, dạ con. Mày là thằng nào? Dạ, con chăn trâu cho ông nè. Tao có mấy bầy trâu, mày chăn cái bầy nào? Dạ, bầy có 4 con á. À, mày là thằng cháu phải không? Dạ không, dạ con tên Lúa. Lúa hả? Vậy cho tao thấy mày lép quá vậy. Tao tưởng mày là cháu chứ. Mày tìm cái gì ở đây? Trâu có lạc vô đây đâu mà mày tìm. Dạ con tìm người ta. Dạ con tìm ông á. Ừ? Bây giờ mày nghĩ coi trâu rồi mày vô mày tìm tao hả? Mày gặp tao làm chi? Dạ thưa ông, con coi trâu cho ông đủ 1 tháng rồi. À rồi sao? Dạ con xin phú ông cho con lãnh tiền. Tiền gì lãnh? Dạ tiền công. Công gì? Dạ công chăn trâu. Chăn trâu rồi mày cởi trâu tao nó cũng đã rồi. Tiền bạc chi mày? À, nếu mày có khó khăn thì để cuối năm tao trả lúa cho. Dạ thưa ông, nói thiệt để ông thương ông tìm phương giúp đỡ. Hôm nay con đang cơn hoạn nạn, trong nhà không gạo nấu, vợ chồng con mấy hôm rồi phải đành hụp cháo cho đoạn tháng qua. Cực chẳng đã con mới vô đây, đầu đuôi càng tỏ vân bài. Xin phu ông mở lòng hà hải, cho con vay 10 đồng để trả nợ cho người ta. Vay thì phải có lời, 1 chục thành 12, nếu mày chịu vậy thì tao mới cho mày mượn.
dạ con chịu. Cuối năm ông cứ từ vào công nợ, miễn là con nhớ được đúng lời cho thiên hạ khỏi khinh con. Ai khinh mày? Mày làm sao mà người ta khinh? Dạ chưa khinh, nhưng nếu con không giữ đúng lời hứa thì họ mới khinh. Họ là ai? Dạ bà Tám chặt phô á. Mày thiếu nợ bà? Dạ 10 đồng. 10 đồng, hơi nhiều ha. Tao nghe nói mày thông minh lắm mà. Để tao thử coi mày có thông minh cỡ nào. Nếu mày làm được thì tao sẽ cho tiền trả nợ ha. Dạ thưa ông, họ chọc kẹo con đó. Chứ con khờ lắm, vợ con thường nói con như vậy á. Đây là chiếc chiếu ha. Tao nằm trên giường, mày đắp thế nào mà tao không dư đầu dư đuôi, không, dư đầu dư chân ra ngoài á, tao sẽ cho mày 10 đồng. Còn nếu đắp không được thì đi về không nha con. Xin ông thương con, cái chiếu thì hẹp bề ngang, ông thì bề ngang quá trời, mà người ông thì cũng không có ngắn lắm, làm sao mà đắp vừa cho ông được. Vậy là mới thử trí thông minh. Đây nè, tao nằm đây nè, nằm chứ không phải ngồi nha mày. Mày làm sao đó mày làm, miễn sao đắp đừng có đưa đầu đưa chân tao ra ngoài thì được thưởng. Đâu, làm đi. Ôi khổ thân tôi ơi, trời ơi trời, biết phải làm sao. Người ông thì u, cái thân thì quá dài, cái chiêu thì nhỏ, làm sao đắp vừa. Ơi hỡi trời ơi, ông nằm thẳng cẳng được đâu, dư cẳng đắp cẳng thì lòi đầu, biết làm sao ông phú hồ ơi. Phèn này chắc chết, có làm sao được đây không biết nữa. Cái chiêu nhỏ xíu làm sao đắp hết ổng cho được nữa trời. À được rồi, mình có cách rồi. Dạ thưa ông, xin ông cho con 2 điều kiện thì con mới làm được. Được, nói đi. Cho con 1 cây gậy. Gậy thì tao có. Được, còn điều kiện thứ hai? Thứ hai là cho phép con làm bất cứ cách gì, miễn làm sao cái chiếu đắp kín trên người ông thì được rồi. Được rồi, làm đi. Gậy là tao để đó. Mày làm đi. Đó, mày đắp được kín đầu rồi, còn cái chân của tao nó đang lòi ra thì sao đây? Dạ thì gì? Ui da. Ui da đau quá cái chân. Sao mày đánh tao? Chân ông nay đã có rúng vào trong chiếu rồi, vậy là con đắp ông kín đầu, còn trên cả cái chân không thừa không thiếu trong chiếu. Ông vừa lòng chưa? Tại sao mày dám đánh tao cái thằng chăn trâu? Con xin hai điều ông đã thường cho rõ ràng. À thì ra tao làm kê mày, thằng này quá thông minh, thật thà một chút không sao, miễn đừng gian tham. Nó, tiền này tao cho mày, kể từ hôm nay mày không cần chăn trâu nữa. Như vậy là ông đuổi con rồi. Từ nay mày chăn tao, không, mày săn sóc cho tao, đấm bóp nó rồi đấm tay đấm chân, tắm rửa cho tao, tao trả lương gấp đôi cho mày. Dạ đội ơn ông. Dạ thưa ông, dạ con về. Về được, tốt. Lúa à? Dạ. Nhà tao nhà giàu, những người tao tiếp xúc đều là hạng danh gia vọng tộc. Dạ. Cho nên mày phải tập cái thói quen ăn nói đi đứng cho nó đàng hoàng tử tế hả? Dạ thưa ông, như thế nào là đàng hoàng, còn như thế nào là không đàng hoàng? Con thì đã quen tật, nghĩ sao con nói vậy à? Đây nè, ăn phải coi nồi, ngồi phải coi chỗ, nói năng phải có đầu, có đuôi, có ngăn, có nắp, không được phang ngang bữa củi. Dạ.
người lớn đang nói chuyện à, không được tự ý xía vô. Chừng nào người ta hỏi cái gì đó thì mới nói, không? Không có hỏi thì thôi. Đại khái như vậy đi. Từ từ đó rồi ông dạy thêm. Anh à, nè, mày qua nhà cụ bá, mày mời cụ sang cho tao bàn công việc. Dạ. Ừ. Nè, mời cụ bá xong rồi đó, mày qua mời cụ Sửu luôn cho tao ha. Dạ, thưa ông con đi. Cái thằng coi nó khù khờ vậy mà nó được cái siêng năng, thật thà, ngay thẳng, không có tham lam. Được, tốt nha. Bay đâu? Dạ. Chăm cho ông một điếu thuốc coi. Dạ. Dạ thưa ông, thuốc đây. Đốt cho tao. Tốt. Dạ thưa ông, con mới về. Được, được đó. Đi thưa, về trình, chứng tỏ mình là con nhà có học ha. Nè, vào trong dọn lên cho ông một mâm rượu. Dạ thưa ông, con muốn thưa với ông một chuyện. Cái tàn thuốc thì dọn rượu lên rồi lại nói là cũng đâu có muộn màng gì. Dạ nếu chờ con xuống bếp dọn mâm rượu xong, con sợ cháy nhà quá à. Cái gì mà ghê gớm vậy mày? Đâu, mày nói cho tao nghe thử coi. Nè, nhớ lời tao căn dặn đó nè. Nói cái gì cũng phải có đầu, có đuôi, có ngăn, có nắp, có gốc, có ngọn. Nói từ từ đi, nói đi. Dạ, nói phải có đầu, có đuôi, có ngăn, có nắp, có gốc, có ngọn. Đúng. Dạ, dạ thưa ông con tầm, nó ăn lá dâu. Đúng. Ăn dâu rồi nó phải nhả lơ sợi tơ, giờ thành những khúc lúa mềm. Quá hay. Người thợ kia gánh từng gánh lúa ra bán ngoài đầu chợ. Ông mua về mai áo mai khăn, ông bận vô thấy đẹp vô cùng. Hay hay. Người trồng thuốc đem về nhà, xác thuốc phơi rồi đem ra chợ bán. Ông mua về vân ra thành điếu. Mãi bận nghĩ đâu đâu tàn thuốc rơi, ông không hay biết nó rơi trên giặt áo lụa của ông, càng lúc nó càng cháy lan ra. Trời ơi, trời mẹ ơi, chết tao rồi. Trời ơi, lấy cái khăn nhúng nước đắp lên cho nó tắt coi. Dạ, trời dạ. Mẹ ơi, cháy hết cái giặt áo dài của tao rồi. Trời ơi, mày nói cái gì mà tràn gian đại hải như vậy cái thằng ngốc. Dạ thưa ông, ông mới vừa dạy con nói chuyện gì cũng phải có đầu, có đuôi, có gốc, có ngọn. Không có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Trời mẹ ơi, thì tùy theo cái chuyện chứ. Trời ơi, mày sao. Thôi, ở đây chờ khách đi. Khách có đến mời khách ngồi. Chừng nào khách ra đến đông đủ thì vô mời tao ra. Dạ. Nè, nhớ dọn lên mâm rượu nha. Dạ. Dọn trước đi. Tao vô thay bộ đồ khác. Trời mẹ ơi, nó hại tôi rồi, cháy hết cái áo của tôi rồi. Trời ơi là trời. Thiệt lạ, ông dặn mình nói cho có đầu có đuôi, mình làm như ông biểu thì ông lại rầy la, thì không biết làm sao cho vừa lòng người nữa. Mày dọn mâm rượu lên chưa? Dạ thưa ông rồi. Đâu? Ủa sao có rượu không vậy? Dạ thì ông biểu dọn mâm rượu. Trời mẹ ơi, mâm rượu thì phải có đồ nhắm chứ mày. Vậy thì dọn thêm thịt xào giấm nữa. Hồi sáng này tao có mua về sẵn rồi, bảo cái tụi nhà bếp bên nó làm ha. Dạ có làm rồi, nhưng tại ông chưa biểu con chưa dám bưng ra. Thì xuống bưng lên giùm tôi đi. Cái ông thần thừ ơi, trời ơi, khờ sao mà khờ quá. Dạ thưa ông, có thịt heo xào giấm, cá lóc hấp và cá chẽm chân nữa. Thưa ông biểu lấy thứ nào à? Trời
Lấy hết lên. Trời ơi, chắc cô điên đầu với cái thằng khù khờ này quá là trời. Đây, có đây. Dạ, có đây. À, tốt, tốt. Khù khờ nhưng mà mau mắn, lẹ làng, hiền lành. À, để cái mâm trên bàn đó đi. À, không được. Bưng cái món xào giấm này vô rồi bảo nó hâm lại cho nó nóng. Dạ. Ủa? Nó kỳ vậy cả. Trưa rồi mà hai cái ông này cũng không qua. Không biết cái thằng quỷ mắc dịch này nó có đi gặp mấy ổng không đi nữa. Dạ thưa ông, nhà bếp nói chờ khách đến rồi hãy bưng ra cho nó nóng được không ông? Được, được. Dạ. Dạ. Mày đi đâu hả? Dạ con vô nói nhà bếp là ông bảo được. Thôi khỏi. Trời ơi. Đây nè, nghe ông hỏi nè. Dạ. Mày có qua gặp cụ bá với cụ sủ nói là tao cho mời qua ăn tiệc để bàn cái công chuyện hay không? Dạ thưa con có qua, có gặp hai cụ, cụ bá với cụ sủ. Ừ, rồi hai ổng nói sao? Dạ cụ cả bảo hôm nay cảm thương hàng nên không có qua được. Hả? Còn cụ sủ? Dạ cụ sủ bảo hôm nay bận, xin hẹn ông bữa khác. Trời mẹ ơi, sao nãy giờ mày không chịu nói? Dạ ông có dặn con là bất cứ việc gì ông hỏi thì con trả lời, không hỏi thì thôi. Chuyện này ông không hỏi làm sao con dám nói. Trời mẹ ơi, cái thằng này đúng là nó thiệt thà như đếm mười. Thôi được rồi, mày xuống bếp mày lo mày ăn cho no bụng đi, rồi mày ra chuồng trâu mày ngủ. Mày là chỉ thích hợp ở đó thôi. Dạ thưa, con cảm ơn ông rất nhiều. Đội vậy? Ơn ông. Tao đuổi mày mà mày lại cảm ơn tao. Ê mày nói móc lò hả mày? Dạ thưa ông, con cảm ơn ông vì ông vừa trút khỏi vai con một cái gì nặng nề giống như cái gông trên cổ vậy. Mày ăn nói cái gì kỳ vậy luôn? Tao cho mày lên ở với tao, ăn sung mặc sướng, ở nhà gạch ngủ ngựa gõ, mày lại nói đeo gông là đeo gông sao mày? Vì thưa ông, con đã quen với vết nếp nhà tranh, quen với chuồng trâu đài ruộng. Nằm ngay vô tư giữa bốn bề gió lòng giật mình nghe tiếng sáo ví vu vọng lại giữa khuya. Chảnh lòng có cất giọng ca dài cẩu giọng cổ hay một lớp phụng hoàng thêm mùi mẫn làm sao. Còn những ngày ngủ ở nhà trên giữa bông vách tường cao, họ cũng không dám ho sợ ông sẽ giật mình nghe tiếng chó sủa sao giường lòng tán tóm lo âu, sợ kẻ trộm rình nhà sợ mình không tròn thân tôi tớ. Tường cao con mũi bay qua không lọt, mày cứ lo sợ hảo quyền. À, thì ra mày không thích sống cái cuộc sống của giới thượng lưu, khoái làm cái thằng chăn trâu hơn là người hầu cho phú hộ. Thật ra nhờ những ngày sống bên ông, con mới biết thế nào là cao lương mỹ vị, biết gấm lụa tô châu, biết viên gạch bát trà, biết chén kiều giang nam, biết tôi đũa bằng nga, biết bộ ngựa bằng gỗ mung mát rưỡi, chiếc tủ thờ trấn xa cừ chạm trổ tinh vi, biết căng miệng ra cười với những kẻ không quen, biết cúi đầu khen hay như những câu đùa trơ trèn. Thưa ông, con không quen cảnh con chen lừa đảo, con xin trở về vui sống với đàn trâu. Thôi thì bây giờ mày thích vậy thì mày cứ làm vậy đi, ra chăn trâu đi con. Dạ xin phép ông con về. Đúng là quá là ngu.
Chăn trâu ta vui hát hò, gió đồng mùi hương thoáng, vui trong đời sống nhọc nhằn. Sớm khuya lao khổ chăng màng, muôn đời mình luôn thanh thản, giàu nghèo lòng vẫn thanh cao, giàu nghèo lòng vẫn thanh cao. Trời ơi, tao đâu mà kéo về đây, có đàn, ai cũng đẹp hết trời. Trời ơi, sao con nhỏ đó, nó sang quần lên tới bắp chuối trắng quá. Trời ơi, ngồi đây luôn mới tới chiều á. Lẹp ơi, lẹp. Nhỏ kia, ôi. Lẹp ơi. Hả? Mày làm gì mà tao kêu lép nãy giờ mày không lên tiếng nhà mày. Anh làm hú hồ hú dí anh ba. Trời ơi, mày đang mơ mộng cái gì mà đứng chết chân như là ông thần thừ hả? Anh ba, mấy con nhỏ thợ cắt lúa miệt nào tới, bọn nhỏ nào coi cũng được quá anh ba ơi. Đâu, tao đâu có thấy đâu. Nè, nhìn theo con tay đuôi này đó. Sao giống mấy cái mão à? Tầm bậy người ta đó cha. Ủa người ta hả? Ừ. Mày ghê hả? Tôi giờ tôi khoái quá trời quá đất à. Ê, tao nhớ ông già mày đâu có cái máu dê. Hả? Mà lai sinh mày ra sao dê quá cỡ vậy mày? Máu của ông sao giống máu tôi được? Không giống máu mày, chắc máu ông máu chuột à. Không phải. Hả? Tôi là con nuôi chứ bộ. Trời, mệt mày quá. Ừ. Ê, mày thấy thằng lúa ở đâu không? Nó bị ông chủ đuổi ra trùng trâu lại rồi, đâu còn ở nhà trên nữa. Chuyện đó nó có mét lại với tao, nhưng mà thôi mày đừng có trách nó. Cỡ tao đây nè, bắt phải khúm na khúm núm như vậy tao chịu còn không nổi nữa. Mà nói chi nó. Ủa mà nó đâu rồi? Chắc là hôm nay nó lùa trâu xuống ngọn mương dưới rồi đó. Rồi sáng giờ không thấy nó nữa. Tìm nó chi vậy anh ba? Tao nói mày nghe nè. Nó gì? Đình làng bên sông á, tối nay là thỉnh sắc thần. À, họ có tổ chức thi đố vui sôm tụ lắm. Chà, ác á là thằng cha Chính Cà Dơm. Mày biết Chính Cà Dơm không? Quên rồi. Ở bển á, mời tao làm quản trò cuộc thi. Ấy, anh tính mời lúa hả? Đâu có. Tao tính rủ vài đứa qua dự thi cho nó vui. À, làng mình hồi đó tới giờ đó có tiếng là hò đối với nhau nó đâu có thua ai không? Đúng rồi, nhưng mà anh quên em rồi hả anh ba? Em cũng là một tay hò chiến đấu lắm chứ bộ. Ủa mày hò được hả? Dữ dội. Ừ, thì mày cũng được. À, nè, coi có đứa nào khá rủ nó đi luôn hay không? À, thôi tao đi, để tao đi mượn cái khăn đóng áo dài nặng tối qua bển cho nó sơm tụ. Dạ, nè. Dạ. Nhớ qua ngà lép. Dạ. Hả? Anh ba, trời ơi, nói chơi mà làm thiệt sao anh ba nếp. Trời ơi, cái này đúng là thần khẩu hải sắc phàm mà. Không được, mình phải chạy kiếm thằng lúa ngay để nó cứu bộ mình mới được. Anh Bảy. Cô ba, anh đi đâu mà có vẻ săn sái quá vậy? Đi ghi tên dự thi đấu vui ở làng bên sông á. À, vậy thì tôi với anh là đối thủ rồi. Tôi cũng mới ghi tên rồi đó. Cô thấy có đông người ghi không cô ba? Năm nay coi bộ đông dữ lắm đó. Tôi ghi là thứ hai mấy rồi đó. Yeah. Ở mấy làng bên cũng tới ghi nữa. Yeah. Năm nay chắc vui lắm rồi nha. Mấy ông già bên làng bển có nhiều sáng kiến quá à. Hồi năm ngoái á, thì thi nói dốc, năm nay á, thì thi đố vui. Không biết năm tới thi cái gì ha. Anh sao hay lo xa quá à. Năm nay thì tính năm nay đi. À, năm nay ngoài thi đố còn thi thơ nữa đó nghe anh Bảy. Thi thơ là thi làm sao vậy cô ba? Nghe nói mấy ổng đưa đề tài à, rồi mình làm thơ, bài nào hay nhất thì được giải. À, chắc là cười, phải có thi ca nữa thì ngon quá ha. Có chứ. Hả? Nhưng mà thi ca lý thôi à, chứ không có vô giọng cổ hay tân nhạc. Anh thua như vậy là trúng tủ tôi rồi. Chắc chắn kỳ này tôi sẽ ẩm gọn cái giải con heo rồi cô ba ơi. Chưa chắc đâu anh ơi. Ở mấy làng bên kia nghe nói có nhiều người hay lắm đó. Nhưng mà tôi dư sức qua cầu. Anh đừng có khinh địch nghe anh Bảy. Nói thiệt với anh à. Nào, đừng có buồn chứ anh chưa chắc gì qua mặt con ba xí soạn này. Đừng nói chi người khác. Cái gì? Ba xí soạn hả? Chứ sao? Kỳ này gặp tôi cò xí mũi luôn. Tự ái nghe anh Bảy. Đừng nghe thiên hạ gọi anh là bộm bãi rồi anh lên mặt à.
ai phục bợm bãi với cái con ba xí xọn này hả? Chưa hề biết phục nha. Không phục thì cứ thử tài đi, bãi sẵn sàng chờ đợi. Vậy ha. Ừ, rồi. Nè, bây giờ anh dành các thứ trái cây lắm phải không? Trời ơi, con trai miệt vườn mà cô ba. Được rồi, vậy anh hãy nghe nè. Cây gì mà gặp gái thì mê, nói không mà dám nói rề rề một bên. Ê, trời ơi, cây cối mà làm gì biết mê gái. Hay là cô ba định nói xỏ tôi mê cô ba mà không dám nói phải không? Nè, anh đừng có giỡn mặt nha. Tôi xấu xí như ma lè làm gì được ai thương. Ý, cô ba không nghe người ta nói sao? Nói gì? Cái nết đánh chết cái đẹp đó. Nhưng mà ai nói là cô ba xấu chứ tôi thấy cô ba đẹp lắm. Nói mà, quỷ vậy nè. Ghét là biết nè. Nếu em đẹp thì em đâu có cô đơn chiếc bóng cho đến những 27 cái mùa xuân. Có sao đâu, đó 27, đây 28. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Không ấy, năm nay hai đứa mình tính đi. Tính gì? Sáp lại. Hả? Sáp lại? Ừ. Không được đâu. Sao vậy? Anh là 7. Ừ. Tôi là 3. Ừ. 3 với 7 là sao? Bù. Trời ơi, tình yêu chứ đâu phải bài cào. Chắc ăn bi sắc bí rồi. Cho nên kiếm chuyện nói lãng chứ gì. Phải anh Bảy Lép? Còn lâu, ba xí soạn nghe trả đòn nè. Ủa, trả lời nè. Thứ cây mà gặp gai cà ra, yêu không mà dám nói, chính là cây gì. Hey, đỡ tiếp chiêu thứ hai. Bao cô rô mà cô rô cô rô, khen ngài khéo lót hổ cho thằng cô. Tình là cờ, cứ tưởng là trái mơ ấy mà. Bây giờ phải tấn công nghe. Thân em khép nép bên hè, ở đâu anh tới anh đè em ra. Liếc lại rồi anh liếc qua, mình em ước đẹp không dám la tiếng nào. Trấu mọi tục tằn lỗ mãn hả? Gì? Nè. Gì? Liệu hồn nha. Sao? Anh mà giải thích không xuông hả? Tôi cho anh biết thế nào là lễ độ rồi nghe. Chứ có kìa chưa chi là cô em đã nóng rồi. Nghe qua giải nghĩa nè. Cái mà qua đố em đó. Sao? Là cục đá mài dao. Đá mài dao thì ta phải lấy tay đè lưỡi dao và liếc dao qua lại. Mà mài dao thì phải đổ nước. Do đó mình em phải ước nhẹp chứ sao. Thấy chưa em? Công nhận đó. Hay á. Chưa đâu, còn nữa nè. Tròn đầu, tròn đích, tròn thân. Có việc thì dựng đứng hết, cần thì nằm chơi. Cái thằng cha Bãi Lép này thiệt. Chuyên môn là nó bậy mà. Bậy đâu không bậy. Nè, nếu thua thì anh giải nghĩa cho nghe. Cái chài đâm tiêu chứ gì. Không phải. Sao không phải? Khi đâm tiêu á thì nó dựng lên để đâm, phải không? À. Khi xong á thì để nó nằm xuống. Tầm thường. Vậy thì nghe câu này có tầm thường không nghe cưng. Rồi. Tròn tròn lông mọc râm ri, qua thời thơ ấu mặt thì đỏ ào, cởi đồ thịt trắng phào phào, đã chẳng có đầu lại chẳng có đuôi. Hò
mình tròn thịt trắng như ngà, màu da đỏ chính là chôm chôm. Đó, bây giờ tới phiên tôi hò nghe anh Bảy. Hò phận em con gái nữ nhi, chồng thời không có con thời vàng thiên, gặp ai cũng kết những duyên, còn tiền thì ghé hết tiền thì đi, kết duyên một buổi thì thôi, kẻ nam người bắt duyên tôi vẫn còn. Chà, cô ba chỉ soạn đố con này hơi căng à nghe, nhưng không sao, gặp ai chứ gặp bãi thì dư sức qua cầu nghe trả lời nè. Rồi. Kẻ nam người bắt gặp nhau, kẻ mua người bán đổi trao, để quy quê nhà ai người ấy lại về, cái chợ còn đó không hề đổi thay. Đó, qua trả lời như vậy có đúng không hả em ba nó ơi? Đúng rồi, anh Bảy yêu quý à. Ơi, nhưng chưa có hay lắm đâu. Còn sao nữa? Bây giờ đố bằng thơ lục bát nghe anh Bảy. À, làm luôn. À, bây giờ tôi hỏi một câu thì anh phải trả lời một câu nha. Rồi. Rồi, bắt đầu đây. Làm. Chó gì chỉ thích giật tiền? Giật tiền úp hụi là anh chó xù. Chó gì gần sách với đèn? Chính là chó mực làm quen học trò. Chó gì bay khắp cánh đồng? Chó cò bay lượn cuối sông đầu gần. Chó không ai dám tới gần. Chó ghẻ chó chết quăng dân chạy dài. Chó gì mặc áo rách dai? Là anh chó da chẳng ai là gì. Chó gì hạ đạp thượng quỳ? Cái quân chó má ai thì cũng chê. Chó gì gặp cái không mê? Chó thiên gặp cái hết bề đương trao. Khơi trong lắng đục chó nào? Chó phèn nước đục nhờ vào chó ta. Chó gì chửi mẹ mắng cha? Cái vườn chó đẻ lanh xa chó rồi. Còn gì đổ nữa ba ơi? Nếu phục bọn bãi thì ngồi xuống đây. Còn lâu, nghe tiếp đây. Nhà gì không ghét một ai? Nhà thương thì có ghét ai bao giờ? Nhà gì hay mộng hay mơ? Mộng mơ thì có nhà thơ trữ tình. Nhà gì ai cũng thất kinh? Nhà xác nhắc đến giật mình u tim. Nhà gì niệm chữ Nam Mô? Nhà chùa sư sải ni cô tu hành. Nhà gì chữ nghĩa thật rành? Nhà giáo dạy kẻ hiền lành dễ thương. Nhà gì một nắng hai sương? Nhà nông xuống rẫy lên mương nhọc nhằn. Đúng. Đúng là xứng danh anh Bảy lét. Nhưng về phần làm thơ, không biết anh Bảy có dám so tại con ba xí soạn này không à? Sợ ai mà chẳng dám làm thơ? Nào em cứ việc phất cờ ra quân. Chà 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 chà. Anh có vẻ rành thơ lục bát quá. Lục bát là dân điệu quê hương mà em. Nói không phải khoe chứ, anh nói thơ dân tiên là da kêu luôn á. Vậy thì bây giờ mình làm thơ lục bát mà hát theo cái điệu dân tiên nha anh Bảy. Bắt đầu. Mỗi người làm một câu ha. Ừ. Rồi, bắt đầu. Anh đi em bấm đốt tay. Anh về anh bấm chỗ này chỗ kia. Anh đi bán dĩa cũng chia. Anh về em dọn cả thìa lần môi. Anh đi giường chiếu chia đôi. Anh về giường cũng trong nơi anh nằm. Anh đi ngã bãi ngã năm. Anh về mỏi mệt anh nằm ngã ba. Nói gì vậy anh Bảy? Ngã ba nào? Ngã ba quẹo vô nhà của em đó. Em không biết chứ. Anh thường nằm tại đó để chờ em. Chờ em? Chờ em làm gì? Để... Để sao? Để... Sao? Để rủ em đi dự cuộc thi đố vui chứ làm sao? Làm hết hồn. Vậy thì đi.
hôm kia con trâu cái nó nở nhị khai hoa, được một con nghé. Ông chủ khoái quá, sáng nay ông kêu tao lại cho 2 đồng. Tao tính đi riết về khoe với vợ tao. Cha, tao coi cái mồi mày sợ vợ dữ rồi nghe. Nè, ba cái vụ lẻ tẻ đó mày cất riêng để xài, làm sao bà đẹp bà biết. Không có được, tánh của tao mà giấu giếm ai điều gì á, khó chịu lắm. Thôi, tao đi à. Khoan, nè, hôm qua anh Nếp kiếm mày quá trời luôn á. Chi vậy? Để thằng ảnh cúng đình bên làng bên sông đó. Anh được mời làm ông, nhưng tao... Chị kêu tao theo làm chi? Trời đất ơi, ở bển năm nay bài trò hò đố có thưởng. Anh tìm không được mày, anh bắt tao theo nè. Tao lại kéo con ba đi luôn, vui quá cỡ thợ mộc mày ơi. Con ba xí soạn đó hả? Nó chứ còn ai. Kết quả hạng nhất về tay 2 đứa ở rạch Cá Lóc. Tao với con ba được giải khuyến khích một mâm xôi gất, phải chi có mày á với bà đẹp thì trời ơi hết đối nghe mày. Ê lúa hả, mình thả xuống mé ruộng đằng kia hồi chọc mấy con nhỏ cái lúa chơi nè. Thôi anh ơi, trời đừng có cãi tao mà, con nhỏ tên Đầm ở làng bên kia qua hò hay lắm mày ơi. Nè, tao nhớ mày cũng là một tay hò có tiếng, nhờ hò mà con đẹp nó theo mày luôn tới giờ đó mày. Lâu quá không biết người ta còn nhớ không nữa. Trời ơi, mới có mấy năm mà quên gì. Dạo này mày còn chơi đờn ca tài tử không? Có rảnh đâu mà đi. Làm suốt ngày, chỉ có tối mới được về nhà. Từ khi ông trả tao trở lại chuồng trâu thì mới khỏe chút đỉnh. Ê, tụi nó nghỉ cấy rồi kìa, mình xuống dưới chơi đi. Xuống dưới làm chi? Ở đây hò, ở dưới cũng nghe vậy. Vì mình ở trên gió, còn hò dưới gió mà. À, mày hò đi. Ê, mấy cô thợ cấy ơi, rảnh tay rồi chưa? Bây giờ mình hò đối chơi nghe. Mấy cô dám hò không? Chà, sợ ai mà không dám. À, đàn ấy hò trước đi. Ờ, đàn ông con trai mà thì phải hò trước chứ. Hò đi hò. Lúa, mày hò đi lúa. Biết hò gì giờ, mày hò trước đi. Vậy để tao. Mấy cô nghe đây. Hò với anh, bao giờ cà chín cà xanh, anh cho một quả để dành mồm con. Ê, cái thằng cha vô duyên. Gì duyên? Người ta còn con gái mà bảo là mồm con. Con ở đâu mà mồm hả thằng cha vô duyên? Trời đất ơi, con gái gì mà hung dữ quá vậy? Đó là câu hò của người ta. Có giỏi thì hò đối lại đi. Còn nếu bi thì đến đây anh dạy cho vài câu nè. Còn lâu mới bi. Chị làm mới, chị hò đi. Để tao. Hỡi anh đi đường cải khoan, dừng chân đứng lại em than đôi lời. Đi đâu vội mấy anh ơi, việc quan đã có. Việc quan đã có, em tôi ở. Đúng không vậy mấy anh ơi? Thôi đi về sớm đi, coi chừng về trễ hả là chị tôi đánh đòn nó nghe chưa. Hò cô kia thắt dải lưng xanh, ngày ngày thấp thoáng bên mành chờ ai. Trước đường xe ngựa bời bời, bụi hồng mờ nhạt. Hò xanh. Chưa có ai lọt vô mắt xanh đâu anh ơi. Hò thân em như cũ ấu dài, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi nếm thử mà xem, nếm ra mới biết rằng hay quá ha, cười hoài ha. Lúa ơi, mày nghe chưa lúa? Mày dám thử mùi không? Thôi, tao có gia đình rồi, nếm thử rủi nó ghiền luôn là cửa nhà tan nát đó. Thôi vậy để tao. Nghe nè. Hò tàu Nam Giang chạy ngang cồn cá, xuồng câu tôm bơi sát mé ngà. Thấy em nhan sắc đỏ
ngoạn dưỡng biết mà đặng không. Gôi rồm anh đâu dám đèo bồng, nếu em quyết chi gọi anh lại chồng anh cũng răng ưng. Này, gì vậy? Đừng có dội làm câu nghe. Có giỏi thì rành tháng 7 á, đến dự thi hò đối tại miếu thần hoàng á, chừng ấy mới biết ai lọt mắt xanh, ai xứng đáng để chỉ gọi bằng chồng, dám hứa không? Dạ, dám chứ gì không sợ. Còn nếu sợ sư tử Hà Đông thì đưa tay lên đầu hàng đi, để khỏi uổng công người ta ra sức. Ủa, đầu hàng đi anh ơi. Không dám đầu hàng đâu, đây chỉ sợ đằng ấy không dám tới thôi. Chứ sư tử Hà Đông á, đằng này chưa có, mà dù có thì cũng chuẩn bị chuồng trại hẳn hoi, đừng có lo. Vậy nhớ nghe hai chữ nhỏ